Bắt đầu là hai ba. Ngày xưa, ngày xưa. Có một bạn thỏ và bạn cá. À thì có một nhà bằng băng. Có bạn thỏ thì có bằng bằng gỗ. Có sơn đến nhà cá tan ra thành nước. Cá xin ra nhà thỏ thì nắng người. Người đuổi luôn bạn thỏ ra khỏi nhà. Thỏ vừa đi vừa khóc. Bạn thỏ là một bầy chó. Chó bảo làm sao có sao. Là xem mà tôi khóc được. Bạn thỏ bị bạn. Tôi thì có ngôi nhà bằng băng. Cạnh cá thì có ngôi nhà bằng. Tôi thì có ngôi nhà bằng gỗ. Cá thì có ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến nhà đó ta ra thành nước. Chim đây nhà tôi chỉ nắng ngờ. Rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Đó đừng khóc nữa, tôi sẽ đuổi được cá đi. Nào, chúng ta cứ đi nào. Cá thỏ kêu. Cá kêu. Cô bầu cá cứ đi. Ta mà ta gì mày tan xác. Bây chó sợ quá chạy mất. Người thỏ người cốc cây khóc tiếp. Bạn thỏ và một ta chấu. Hai cũng bảo làm sao có khóc. Thỏ nói tôi chỉ có ngôi nhà bằng gỗ. Cáo thì có ngôi nhà bằng băng. Một chân đến cả cáo ta ra khỏi nước. Cá xin ra sang nhà tôi sẽ nắng ngờ. Người đuổi lướt tôi ra khỏi nhà. Thỏ đừng khóc nữa, tôi sẽ đuổi cáo đi. Không, cáo cút đi ngay. Ta mà ra dưới chú mày. Ta sát ta. Ta có sợ quá chạy út. Chú thỏ lại rồi cô quay khóc tiếp. Bạn thỏ gặp một bạn gà trống hỏi làm sao thỏ khóc. Thỏ bạn tôi chỉ có ngôi nhà bằng gỗ. Cháu thì cô vui nhà bằng băng mùa xuân đến. Hãy bằng tát ra thành nước. Cháu xin ra sang nhà tôi thì nắng ngơ nhờ. Cô đuổi bước tôi ra khỏi nhà. Đừng đặt tỏ đừng khóc nữa. Cháu sẽ đuổi được cá đi. Nào, chúng ta cứ đi nào. Cô cú cú. Các bà là trên vai đi tìm cá ra á. Cá ở đâu ra ngay ra ngay ra ngay. Tôi mặc thêm quần á. Mặc thêm áo á. Không mặc. Cá bà cá trên vai đi tìm cá ra á. Cá ở đâu ra ngay ra ngay ra ngay. Tôi mặc thêm quần áo á. Lần này tôi sẽ quát lên. Cú 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 cú, cá ta cá trên vai, đi tìm cá ra, cá ở đâu ra ngay ra ngay ra ngay. Cá sợ quá chạy mất, từ đó tỏ ra lấy được nhà, không sợ nữa.